Kinh Kim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Lời Giới Thiệu. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đời tùy Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ dịch Phạn Văn ra Hán Văn, Việt dịch Hích Thiện Thông. Kinh Kim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo. Kinh Kim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển do Ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được hâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tăng Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sanh đời mạt Pháp cầu học Pháp lành, ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ cách chiêm quẻ để xem xét nghiệp báo thiện ác. Quyển hạ thực rành nghĩa chân học của Đại Thừa. Chiêm xét tức là dùng tướng mộc luân, những mảnh gỗ gieo quẻ để biết nghiệp thiện nghiệp ác cùng quả báo khổ vui lành dữ đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ hành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác có khắc nét dài, ngắn, sâu, cạn, lớn, nhỏ. Hành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa. Mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn chừa 1 mặt trống. Hành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên vật sạch do những mộc luân đó hiện ra những chữ có số gì, rồi theo đó mà xem xét việc lành dữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này. Đó là nội dung quyển thượng. Tùy về hình thức là chiêm bói. Tuy về hình thức là chiêm bói nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chiêm bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chiêm bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc hành phần xuất gia tại gia, có quy y thọ giới hẳn hoi, và trước khi muốn chiêm xét phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện tùy hỷ hồi hướng, vân vân. Có được đức tin thuần túy thanh tịnh rồi thì sự chiêm xét hiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và Ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm xét sẽ không tương ưng. Lại nữa, khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mạnh muốn nơi thể tướng dụng của chân tâm chúng ta. Quyển hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa học của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu, trước tiên cần phải biết hạnh căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất tướng. Nhất học tướng này được tóm nêu bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là hức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp. Hức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán sát, ấy là pháp quán di tâm thức và pháp quán thật
tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất Phật tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp đại thừa, sẽ dự vào chủng tính Bồ Tát. Vị nào không kham nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên, hãy niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng, cầu sinh về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào, xoay về hướng ấy mà niệm danh hiệu Ngài, đến khi được nhất tâm, sẽ tùy nguyện sinh cội Phật đó, rốt ráo sẽ không rơi vào các đường ác, tám chỗ nạn, sẽ hành tụ đức tin về Đại Thừa, mau được bất thối chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của Bộ Kinh Chim Sát, Nghiệp Báo Thiện Ác, Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng. Vì thương xót chúng sinh đời mạt pháp mà đã hay Phật chỉ dạy rành rẽ mọi điều. Đời đến đời Minh có Ngài Trí Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chim Sát, hai quyển Chim Sát Nghĩa Sớ và một quyển Chim Sát Hành Pháp. Cách thực hành việc chim sát bốn quyển trên đều là chú sớ bộ kinh này theo tài liệu Lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 12, cận đại đây cũng có Ngài Luật Sư Hoằng Nhất trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang, nhìn chung về ánh đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh chim sát này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của Đức Đại Địa Tạng Bồ Tát. Đề cao bi nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sinh ở cõi Ta Bà. Cũng vì những nhân duyên đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận, chỉ dạy cách chiêm sát nghiệp báo thiện ác, để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên, những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói, chớ vội khinh thường, cho rằng Phật pháp phá trộn với hình thức bói quẻ của thế gian. Với hình thức một bộ mộc luân gồm 19 mảnh gỗ, chia làm 3 món. Nhóm đầu gồm 10 cái, hầu nhiếp tất cả hợp thiện, hợp ác. Nhóm giữa 3 mảnh thâu nhiếp, nghiệp thiện ác sâu cạn riêng biệt thuộc thân khẩu ý. Nhóm 6 mảnh, hầu nhiếp 6 căn, 6 trần, 6 hức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy đủ thấy kinh chim sát nghiệp báo thiện ác này thật bất khả tư nghì, không một loại bối hoa nào có thể sánh kịp. Riêng về Phật nghĩa của Đại Thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận Đại Thừa cử tính của Bồ Tát Mã Minh đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận cử tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dạy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh chim sát này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến.
Nay tình cờ một nhân duyên nào đó hút đẩy, khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý 1996 đã đem theo bộ kinh này phối hợp mộc luân được khắc chạm mã vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn đường pháp, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mộc luân để chiêm sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông hổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp mộc luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp mộc luân, hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh đầu tháng 4 năm 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày, mặc dù trong mùa Phật đản và an cư kiết hạ với nhiều bận rộn, tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong hai quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mộc luân để những vị tu sĩ cư sĩ Phật tử Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh, như thế nguyện vọng của ông đã hoàn mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng Gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi thầm tin tưởng như vậy, xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh chiêm sát nghiệp báo hiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tháng trong hạ mùa an cư năm Bính Tý 1996, dịch giả kính ghi. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh chim sát thì ngát nghiệp báo quyển thường. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đấng nhất thiết trí ở hành vương xá trong núi Linh Thú, dùng sức thần thông hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng câu hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bấy giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục vén áo vai mặt, cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi, thưa Tỉnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi, Như Lai có thể dạy nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính thưa: Như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chính pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết, sang thời mạt pháp vào thời này, chúng sanh phước mỏng, nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn hoài hoài, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ hứ ách nạn, toàn những sợ sệt bức xúc chúng sanh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình, chỉ muốn nuôi lớn tim tham, giận, ganh tị, ngã mạn. Giả sử có người làm được những điều giống như hiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng,
tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp sức yếu trong thời kỳ này. Chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược, lo sợ hơn mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng. Do những nhân duyên đầy dẫy các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chánh pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến nỗi lần lần đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình lần lượt chẳng còn, vào thời mạt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì thời ác đại ác trược sau này, khi tượng pháp sắp hết và vì chúng sanh căn lành nhỏ nhoi trong thời mạt pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến sinh lòng tin, được trừ suy buồn. Bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại, nên họ thói tâm lành. Đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế gian, phần nhiều nghi ngờ, chẳng thể bền lòng, chuyên cầu thiện pháp. Chúng sanh như vậy đáng thương đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, trí biết tất cả, xin khởi phương tiện dạy rõ điều này, khiến lìa lưới nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin, nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài kiên tịnh tính rằng, lành tay, ông mọi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong mọi này có Đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này hứa hỏi với người, vì Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện, mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát kiên tịnh tính bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này? Đức Phật bảo Ngài kiên tịnh tính: Ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp. Từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương sức đại tự tại và tuệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện ứng thân mười phương, dù rằng dạo khắp tất cả các cõi nước khởi dụng độ sinh, nhưng với đời ác năm trượt, riêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dày hơn cả, lại cũng nương sức huân tập hội nguyện thở xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà, hành thục chúng sanh. Do đó trong đại hội này, thân tướng của người đo nghiêm, ai đức thù thắng, chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Vả lại, bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này, trừ những vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi tệ nguyện và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các thứ chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là
Đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu có thể mở mang, dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng khiếp nhược. Bởi những nhân duyên như vậy cho nên nơi thế giới này chúng sanh khát ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát Kiên Tịnh Tính đã hiểu được ý của Phật, ngay đó ngài liền mở lời khuyến khỉnh Đức Địa Tạng rằng: Hay hay đấng đại sĩ cứu đời, hay hay đấng đại trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sanh trong đời ác trược, dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với ngài Kiên Tịnh Tính rằng: Này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ, trong đời ác trược, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ, đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian, như chưa có được đức tin quyết định, chẳng hề tu học về tưởng vô thưởng, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh. Những pháp quán ấy chẳng hề thành tựu, chẳng hề siêng năng quán bốn tánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt, vân vân. Do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng hay chuyên lòng tin sâu sắc đối trong ba thừa đều không định hướng. Những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chứng duyên nào thì mối lo lắng càng nghiêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối. Đối với mọi điều tâm chẳng sáng tỏ, cần nhiều lo việc, cầu nhiều lo nhiều, lắm chuyện ràng buộc là quẹt, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chứng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xem xét nát nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này. Duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả quả khởi, tướng hiện quả khởi chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau không hề xé lạc. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học tập phương pháp chiêm sát tướng mộc luân này, hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bối quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi sinh tham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc,
chính giữa mảnh gỗ, bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ, nhọn lần lần ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi. Nhân vì nghĩa này mệnh danh là Luân. Lại nương tướng này có hỡi phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm, chúng sinh chuyển sang đường chính, đến chốn an ổn nên gọi là Luân. Về tướng Mộc Luân thì có tất cả ba hứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thị nghiệp chủng chứa nhóm trong những đời trước hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu, lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba luân tướng biểu thị họ báo sai biệt cả trong ba đời, luân này có 6. Như muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ làm ra làm 10 luân. Y 10 luân này viết ghi danh từ của những danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt kế, lấy 10 ác nghiệp viết đối diện hết lại với 10 thiện nghiệp khiến cho cân đối. Mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả các điều thiện, có hợi tóm, có thể hâu tóm nhiếp tất cả các thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả các điều ác, có hỡi tóm nhiếp tất cả các ác pháp khác. Nếu muốn chiêm quẻ tướng Mộc Luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành, lễ chung tất cả chư Phật mười phương. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, hư hỏi lãnh nhận chính pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành, kính lại mười phương tất cả pháp tạng. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì, đọc tụng, tu hành đúng pháp. Vì người diễn nói, kế nữa phải học sự dốc lòng thành, kính lại mười phương tất cả hiền thánh. Nhân đó là lập nguyện. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bất thối chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành, kính lại nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ, lại như hễ rồi tùy chỗ có được hương hoa nên sắm cúng dường. Trong khi cúng dường hay ốc, phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường khắp giáp, hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính xong khắp tất cả cõi nước mười phương của các đức Phật rộng làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả các món cúng lúc nào cũng có, nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa, chuỗi ngọc tràn vang, bảo cái, những món trân quý, các thứ âm nhạc đàn đuốc sáng tỏ,
món ăn, thức uống, y phục, mền nệm, thuốc thang, vân vân, cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tận khắp mười phương mà mình có thể dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh dân hiến cúng dường, lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới, ta đều tùy hỷ. Người nào chưa hề sắm sửa cúng dường, nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường. Lại nguyện hơn ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mỗi mỗi chỗ Phật Pháp Tăng Bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sanh đồng đem dân hiến cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, chùa, viện, tháp miếu, tất cả Phật sự của các đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu pháp tạng và chỗ huyết pháp, cúng dường tất cả chư thiên, chư hiền thánh tăng, nguyện con cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế xong, lần lần hạnh tụ 6 ba la mật, 4 vô lượng tâm, biết sâu các pháp xưa nay vắng lặng, không sanh không diệt, nhất vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh rốt ráo tròn đầy. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm hầm, nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Xưng danh như vậy đủ 1.000 lần, qua 1.000 niệm rồi bạch lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Đại Từ Đại Bi, cúi mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương ứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm một luân ở trên vật sạch gieo qua một bên, cách như thế muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy, người xem nên biết. Người muốn chiêm sát tướng Ngọc Luân, tùy nghiệp được hiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ, suy tư nghiệp. Người muốn chiêm xét tướng Mộc Luân đây, tùy nghiệp được hiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiêm nghiệm sát, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc hiện ác xen lẫn, hoặc hừng hiện chẳng đủ, hoặc hừng ác chẳng đủ. Nghiệp nhân như vậy giống loại chẳng đồng, tập khí quả bao mọi thứ mọi khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ kỹ, suy ngẫm quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong đời này, như tương xứng với các nghiệp tập phiền não đang nhận, đó là mệnh danh là khởi hợp. Nếu chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng hết lòng hành mà là đúng sai. Ai vậy đó Phật?
buồn ngủ quá. Mai đọc tiếp nha. Nếu chim tướng mọc lưng mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu. Hãy nên chuyên cầu sức ly thế pháp, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng cho nên chẳng hiện. Trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ thì hay. Hẹn người này những gì về nghiệp thiện nghiệp ác của họ chẳng hiện đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ứng rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục khi được xứng ý, chớ tự dễ vui rồi khởi buông lung, liền nên xét nghĩ ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa. Chẳng nên dừng nghỉ nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành rối lắm, lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu, chớ nên nghi hối mà thôi tu hiện nghiệp. Liền nên xét nghĩ nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mất báo như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến lời phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chứa nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiêm sát bằng tướng mọc lưng thuộc cách thứ nhất. Thiện nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp được chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mạnh yếu, lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên cắt gỗ ra làm ba luân, biểu thị ba nơi, thân, khẩu, ý. Mỗi luân chủ một nơi, viết chữ vào đó, lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt, viết vào đường gạch, hơi lớn và dài cho đến chí mí. Kế mặt thứ hai viết vào đường gạch hơi nhỏ và ngắn. Kế mặt thứ ba rạch một nét khác hơi to và sâu. Đến mặt thứ tư cũng cắt một nét cho lớn và cạn. Nên cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác suy hại giống như gạch bỏ. Gạch nào dài hơn tương tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy, việc làm càng tăng thêm. Gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tành nên nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh. Nét khắc nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm dự họa cũng dày. Nét khắc nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự thoái tu thiện pháp trở lại đây gần mà mới tập tành
theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo, cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm, hoặc là đủ, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chim sát luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng hề biết tập quán chứa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa hề biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc là lớn hay nhỏ. Thế nên cần phải chiêm sát luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm sát luân tướng lần thứ hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân gieo chung một lần. Phải tùy theo nghiệp chú ý nên nhớ từng nghiệp hiện ác, căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chiêm lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy là lòng không chí thành, chẳng được khế hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp ý trước chú một xem việc ý trước chú một xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chiêm sát lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng là chẳng được khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được hăng đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương ưng, lại cũng như vậy, cần phải rõ biết. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo ngài Kiên Tịnh Tính: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sanh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí tuệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong đời trước nhiều ít nhẹ nặng thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ. Trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác, tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ắt tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị hấp tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc hâu nạp pháp tà hiếm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ắt lìa các chướng. Này thiện nam tử, hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm. Một tịnh thất vừa phải, trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kim sám, treo phan lọng lụa chuẩn bị hương hoa để cúng dường, tắm gọi thân thể giặt sạch y phục, chớ cho
hôi ám mỗi ngày ba lần, ở trong mật ấy ba thời xưng niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lạy bảy đức Phật quá khứ và 53 đức Phật. Kế đó tùy mười phương mà mỗi lạy chung, vận tâm lạy khắp nơi, có sắc thân xá lợi hình tượng pháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật. Kế lại lạy chung tất cả chư Phật mười phương ba đời, lại nên vận tâm lạy khắp mười phương tất cả pháp tạng, lại nên vận tâm lạy khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp mười phương. Sau đó riêng xưng danh thêm và đảnh lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch cuối mong mười phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại. Xin nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, mười thứ nghiệp ác, bốn thứ tội nặng, năm tội đại nghịch, tà kiến, điên đảo, chê bai tam bảo, tội nhất xiển đời, vân vân. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng khởi, điên đảo mà khởi, không có hợp thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rộng lặng. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội. Kế lại phát lời nguyện khuyến khỉnh, xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa hành vô thượng chánh giác, nguyện xin nguyện vị ấy mau hành chánh giác, vị nào đã hành chánh giác, xin nguyện thường trụ mãi thế gian để chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sanh rốt ráo lìa hẳn hư tâm ganh tị, tất cả cõi nước trong khắp ba đời, những người tu học được và các công đức và được thành tựu, con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng, nguyện những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh đều xin hồi hướng về nhất thiết đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua một bên cạnh tịnh thất, ngồi hẳn nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc là niệm hầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm, che mờ tâm tính, thì nên trở vào đạo tràng trong thất, kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày, kế đến là phần giờ giấc ban đêm. Nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm, cũng nên ba thời cung kính, cúng dường, sám hối, phát nguyện. Nếu chẳng hỡi sắm đèn nến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tịnh thất, một lòng tụng niệm, hàng ngày thực hành pháp sám như vậy, chớ lời bỏ phế. Nếu người có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác, thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ, lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sanh nghiệp có dày mỏng, cho nên căn tính có lanh có chậm, sai khác không lường, hoặc có người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bàn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải trải qua trăm ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày
cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lục, tội chướng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm vọng mạnh, chẳng đối tưởng đến việc tiết thân mạng, hồn xuyên sinh niệm, sớm tối kinh hành nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám phát nguyện, vui thu cúng dường, chẳng lời chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng khoái, tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Hiện nam tử nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp qua sau 7 ngày, phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng mộc luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong để đủ trong tay, gieo luân 3 lần, nếu hơn khẩu ý đều là hồn huyền, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hạng chúng sanh người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ đời trước lâu xa trở lại ở trong Phật pháp, đời nào đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì thì nghiệp cũng có dày mỏng đủ thứ khác lạ. Do đó những hẹn người kia trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng. Hoặc có chúng sanh khi được 3 nghiệp thuần thiện bàn liền được thêm các thứ tướng hảo. Hoặc có chúng sanh khi được tướng trạng 3 nghiệp lành vừa thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý hơi thới, hoặc có một mộng lành mộng thấy thân Phật đến để chứng minh tay so đầu mình, khen rằng lành tay người này thanh tịnh, ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để mà vì chứng minh. Nếu người chưa được tướng 3 nghiệp lành mà chỉ trước đó hãy nghe những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng đối ngụy, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế, tùy sự nhiếp thọ của họ mạnh lanh thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phóng ánh từ quang khiến họ an ổn, lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành như đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền vì nói những giáo pháp thâm yếu ngay đó, người ấy hướng về hừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sanh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hãy siêng tu học với lòng chí hành, khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại thiên ma 3 tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quá nhiều, và 5 món cái lần lượt nhẹ mỏng kham nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này
các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu hiền định trí tuệ của đạo sức yếu, hệ gặp những thứ hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo rầu bức trách, cũng nên cung kính lễ lại cúng dường tam bảo, ăn năn tội ác đã tạo và thường phát nguyện trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, xiên lòng xưng niệm danh hiệu của ta và với lòng chí thành cũng sẽ mau hết các thứ si não bỏ hơn này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hàng chúng sanh tại gia xuất gia muốn cầu hộ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép họ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng chí thành, khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hãy khá thọ. Nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa, cầu thọ những giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát, hay nguyện họ chung tất cả giới cấm xuất tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có hỡi giải rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng mặt mười phương chư Phật Bồ Tát, cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lập nguyện cởi rành mười phương, trước hết nói mười giới trọng căn bản, kế đến nêu chung ba thứ tụ giới, tự thệ mà thọ đây cũng đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và anh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm, hỡi có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho hân khẩu ý được thanh tịnh rồi, song những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc mặc vào pháp y, lập nguyện như trên tự hợi mà họ ba tụ lực nghi của giới Bồ Tát, đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luật tạng thanh văn, luật tạng kiết tập của Bồ Tát thừa, họ trì đọc tụng quán sát tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thời nguyện họ mười giới căn bản của Bồ Tát và họ những giới siêng của Sa Di hay Sa Di Ni, liền phải ngồi gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cụ, vị này trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới Sa Di mới thọ hỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ hỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một Sa Di hay Sa Di Ni. Nếu chẳng hề gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán sát tu hành, hãy siêng cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu Sa Di Ni tuổi đã 18 cũng nên tự thệ họ sáu giới pháp của một thức xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni, lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể
tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tác pháp tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới, bấy giờ ngài thiên tịnh tính, ngài khiến tịnh tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Bạch Đấng Đại Sĩ về sự chí tâm, tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự chí tâm nào có hỡi cảm triệu mộng thấy tướng lành. Ngài Địa Tạng đáp: Này thiện nam tử, nói về chí tâm tóm tắt có hai. Những gì là hai? Một là chí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là chí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên hành tụ giọng mãnh. Được sự chí tâm thứ hai, có hỡi gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự chí tâm này, được sự chí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự chí tâm này lại có ba thứ khác nhau, giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ, không cho tán loạn tâm trụ có tỏ rõ bậc hạ. Hai là tâm vọng mãnh, ấy là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là hân tâm, nghĩa là tương ứng với pháp rốt ráo chẳng thối bậc thường. Nếu tu tập pháp sám mỗi ngày cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ, thì trọn chẳng thể có sự cảm triệu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sai khác ba đời, lại phải gạch gỗ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này có các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ghi vào trong đó mỗi số chủ một mặt mỗi luân, viết ra ba mặt mỗi mặt một số, số ghi thứ lớp không cho lộn lạo, nên biết những số như thế đều từ số một mà khởi, lấy một làm gốc, cái tướng của những con số cũng như vậy, tượng trưng cho nhóm sáu căn của khắp tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thập tướng tự tính thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất nhật tướng, lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất nhật tướng sẵn có vô minh, chẳng rõ nhất nhật, chẳng rõ nhất chân pháp giới, nhận lầm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi chân rồi phân chấp đắm chứa nhớm mãi, thành nhân duyên của nghiệp sinh. Các giác quen như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nương vào sáu căn bên trong. Đối với sáu trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà khởi ra nhận ức của sáu giác quen, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm họ. Nếu rồi sau này hàng đệ tử Phật đối với
sự hộ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nguy phải nên ba lần gieo tướng mọc lưng. Cách thứ ba này chim sát bằng cách tính số cộng lại căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác. Các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu thượng thừa sẽ được bất thối chuyển. Hai, cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. Ba, cầu duyên giác thừa được không thối chuyển. Bốn, cầu hanh văn thừa được bất thối chuyển. Năm, cầu sức thần thông được sự hành tụ. Sáu, tu bốn phẩm hạnh được sự hành tụ. Bảy, tu thiền thế gian được sự thành tụ. Tám, giới nào muốn thọ là được giữ giới. Chín, giới nào từng thọ được đầy đủ giới. 10, cầu thượng thừa nhưng đức tin chưa trụ. 11, cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chưa vững. 12, cầu hanh văn thừa nhưng đức tin chưa vững. 13, người được chiêm xét chính là bạn mình. 14, tùy nghe những gì đều đúng chính pháp. 15, người được chiêm sát chính là bạn ác. 16, tùy nghe những gì đều sai chánh pháp. 17, người đang được xem có đức Phật sự. 18, người đang được xem không có học đức. 19, nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20, nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21, những gì đọc tụng là không lầm lộn. 22, những gì đọc tụng là bị lầm lộn. 23, những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24, những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25, có sở chứng gì đều là chân học. 26, có học những gì đều là sai lầm. 27, những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28, có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29, có quả gì là do tà hận giúp đỡ. 30, nói giỏi điều gì là trí tà biện bác. Ba mươi một, biết chỗ huyền diệu chẳng phải xứ người. 32, nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33, nên tập đường lối thiền định trước. 34, xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35, xem chỗ được học là điều thích nghi. 36, xem chỗ được học chẳng phải thích nghi. 37, xem chỗ được học đã tu tập đời trước. 38, xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập. 39, xem chỗ được học kéo tăng trưởng lên. 40, xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41, xem chỗ được học không sự tiến thú. 42, quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43, cầu xuất gia thì sẽ được ra đi. 44, mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45, cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 46, hãy xem việc làm đều là ma sự. 47, xem những việc đã làm điều hành tụ. 48, xem việc được làm chẳng được hành tụ. 49, cầu giàu của cải sẽ được sung thạnh. 50, cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51, cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52, cầu thiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53, xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. 54, xem chỗ học vấn ít đạt kết quả. 55, tìm thấy tìm bạn được như ý muốn. 56, tìm đệ tử được như ý. 57, tìm cha mẹ được như ý muốn. 58, cầu con trai con gái được như ý. 59, tìm thê thiếp như ý. 60, tìm bạn đồng học
việc được như ý muốn. 61. Xem lại những gì lo lự được họ họp. 62. Người được xem tâm họ mang hờn giận. 63. Mong người. Ba, mẹ đang đọc kinh này, ẩm nó vô giọng coi, bỏ ba, cái video. Trời ơi, mẹ đang quay cái video nè, ba này kỳ quá à, ẩm em cái coi. Ba, công tình mẹ ấy video nãy giờ, ẩm nó vô giọng, mở cái TV đóng cửa lại đi. Quay coi TV đẹp lắm. Sáu mươi mốt, xem lại những gì đó sự. Những gì lo lự được hòa hợp. 62. Người được xem tâm họ mang hờn giận. 63. Mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64. Cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65. Tâm của người được xem thì hoan hỷ. 66. Người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67. Người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68. Người được người gọi sẽ được nhóm đến. 69. Người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70. Người mình kính mến sẽ được gần họ. 71. Quán pháp lý dục ý được tập trung. 72. Quán pháp lý dục ý chẳng tập trung. 73. Người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74. Người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75. Người được hẹn trước ở lại không đến. 76. Người đang được xem được sự an lành. 77. Người đang được xem hiện chẳng an lành. 78. Người đang được xem đã không còn thân. 79. Người mình trông gặp sẽ được gặp họ. 78 80. Những gì mình đang tìm được gặp lại. Tám mươi một, những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82. Những gì mong tìm hãy chẳng như ý. 83. Xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. 84. Xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật. 85. Người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86. Cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. Cầu những món cúng sẽ được kết quả. Tìm những của cải sẽ được như ý. Tìm của nuôi thân ít được kết quả. Có cầu những gì hãy đều sẽ được. 91. Có cầu những gì thảy đều chẳng được. 92. Có cầu những gì ít được kết quả. 93. Có cầu những gì đều được như ý. 94. Có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95. Có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96. Có những mong cầu nhưng bị tổn thất. 97. Có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98. Có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ. 99. Xem vật bị mất sẽ tìm lại được. 100. Xem vật bị mất chẳng tìm lại được. 101. Xem vật bị mất tự trở về lại. 102. Cách lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103. Cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành. 104. Xem những việc đạo quá không chướng ngại. 105. Xem những việc đạo quá có chướng ngại. 106. Xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107. Xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108. Nơi vừa mới đến được sự an vui. 109. Nơi vừa mới đến là có ách nạn. 110. Nơi vừa mới đến là lưới của ma. 111. Nơi vừa mới đến có lợi khai hóa. 112. Nơi vừa mới đến có lợi khai hóa. 111. Nơi vừa mới đến khó thể khai hóa. 112. Nơi vừa mới đến có lợi khai hóa. 113. Nơi vừa mới đến tự được lợi ích. 114. Con đường dạo qua không bị
Não hoài 115 con đường dạo qua, có bị não hoài 116 người dâm ác nên đói kém nổi lên. 116 vua dâm ác nên đói kém nổi lên. 117 vua dâm ác nên nhiều bệnh ôn dịch. 118 vua dân tốt nên nước được giàu vui. 119 vua vô đạo nên nước tai hại lớn. 120 vua tu đức tai nạn loạn ly diệt. Một hai một vua làm ác nước sắp bị phá hoại. 122 vua tu thiện nước được xây dựng lại. 123 xem chủ đạo dạo qua được khỏi các nạn. 124 xem chủ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn. 125 nơi đang được ở mọi người an ổn. 126 nơi đang được ở có sự chứa ngại. 127 tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên. 128 là nơi nhàn tịnh không có ác nạn. 129 xem ra quái lạ nhưng không tổn hại. 130 xem ra quái lạ có sự tổn hại. 131 xem ra quái lạ tinh tấn thì em. 132 giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133 giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134 giấc mộng được thấy tinh tấn thì an. 135 giấc mộng được thấy là một nơi lành. 136 thấy chứng loạn đó nhưng mau được lìa. 137 thấy chứng mạng đó lần lần được lìa. 138 thấy chứng ngại thấy chứng loạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139 thấy chứng loạn đó nhất tâm là trừ. 140 thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141 thấy nạn đang bị lâu mới được thoát. 142 thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143 thấy nạn đang bị tính tấn xạo. 144 thấy nạn đang bị viết mạng sắp chết. 145 thấy bệnh đang mắc rất chậm nên điều trị. 146 thấy bệnh đang mắc chậm vậy người phá. 147 thấy bệnh đang mắc hợp với phi thân. 148 thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu. 149 thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu. 150 thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành. 151 thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152 thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153 thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154 thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp. 155 thuốc đen được uống sẽ được hiệu lực. 156 thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn. 157 thầy được tìm đến chẳng hỏi trị liệu. 158 cách được trị liệu là chữa trị sai. 159 thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 150 thấy bệnh đang mắc là mạng sắp hết. 161 đó là trong đường địa ngục mà đến. 162 từ trong con đường súc sanh mà đến. 163 từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164 từ trong con đường nghe tu la mà đến. 165 từ trong nhân loại mà đến. 166 từ trong loài trời mà tái sinh đến. 167 từ trong những người tại gia mà đến. 168 từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169 168 169 đã từng gặp Phật cúng dường mà đến. 170 từng gần cúng dường hiền thánh mà đến. 171 từng được nghe pháp rất sâu mà đến. 172 bổ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173 bổ thân rồi sẽ đọa làm súc sanh. 174 bổ thân rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175 bổ thân rồi sẽ làm A-tu-la. 176 bổ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177 bổ nhân rồi làm vua trong loài người. 178 bổ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179 bổ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180 bổ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu.
181 bỏ ăn rồi được xuất gia tu học, 182 bỏ ăn rồi sẽ được gặp bánh tăng, 183 bỏ ăn rồi xin lên trời đấu sức, 184 bỏ ăn rồi xin tịnh độ của Phật, 185 bỏ ăn rồi liền được thấy Đức Phật, 186 bỏ ăn rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn, 187 bỏ ăn rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác, 188 bỏ ăn rồi sẽ chứng được đạo quả, 189 bỏ ăn rồi liền được bậc thượng thừa. Này thiện nam tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả báo lành dữ. Cách chiêm sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với ý người xưng tướng thì không sai lạc. Các số cộng gieo cho người nào mà con số hành với việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương xứng, ấy là chẳng hết lòng thành, như thế gọi là hư luống. Người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc. Lại nữa, này thiện nam tử, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng hề tự chim mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quan sát tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sao mới có hỡi quy kính tu hành cũng dường như trước dốc lòng phát nguyện. Vì họ chiêm sát chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng hay tà, để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu sát trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chiêm sát nhưng chẳng tương ứng, chỉ là sai lầm một cấp hư luống mà thôi. Lại nữa, các hàng chúng sanh về đời sau này, bất cứ việc gì được chiêm sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách, lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì việc chiêm sát sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời lìa khỏi những sự si buồn. Kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác, hết quyển thượng. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。